Bốn La Mã, phần trì chú. Kính thưa quý bằng, nói về vấn đề trì chú thì quý bằng muốn trì thêm cũng không sao, nhưng thật ra cũng không cần, vì câu A Di Đà Phật là Phật chú cao siêu nhất của chư Phật rồi. Chỉ trừ những trường hợp đặc biệt, nếu bằng bị ma nhập trước đó hay sau khi mới phát tâm tu niệm thì bạn nên trì thêm một đoạn chú Lăng Nghiêm hay chú Đại Bi để phù trợ. Tại sao? Vì bạn là người mới phát tâm tu nên công phu chưa có nhiều và niềm tin của bạn đối với pháp môn tịnh độ cũng chưa có vững. Nếu niềm tin của bạn chưa được vững thì Phật lực của bạn sẽ không phát huy được mạnh. Vì Phật lực chưa phát huy được mạnh nên bạn không thu nhiếp được Phật lực của chư Phật nhiều. Vì vậy mà bạn không có đủ sức để bảo vệ mình khi bị oan gia đánh phá. Thật ra, các loại thần chú của Phật dạy có công năng bất khả tư nghị. Chúng có khả năng giúp bảo vệ huệ mạng của ta và thuần phục được chúng ma. Thần chú ví như đoàn quân cảnh sát có đủ sức mạnh để bảo vệ an toàn cho người dân. Cũng như ở ngoài đời, nếu bạn bị bọn cướp đột nhập vào nhà thì bạn phải cần gọi cảnh sát đến để giải cứu cho bạn. Trì chú có công năng bảo vệ và giải cứu bạn cũng như vậy. Vì vậy, những người tu thiền quán thì phải luôn trì chú. Nếu rời khỏi trì chú thì người tu thiền quán không thể chống chọi với cạm bẫy của chúng ma. Nhưng người tu tịnh độ thì hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta không cần phải trì thêm những loại thần chú khác. Chỉ trừ những trường hợp đặc biệt mà chúng tôi đã nêu ra ở trên. Tại sao? Vì câu A Di Đà Phật là Phật chú cao siêu nhất của chư Phật. Nếu chúng ta tin được câu Phật chú A Di Đà Phật 100% thì không có chúng ma nào có thể hãm hại được ta. Trong kinh Phật nói, chúng sanh nào phát tâm niệm Phật để thành Phật thì đều có 25 vị Bồ Tát luôn ở bên cạnh bảo vệ ngày đêm, không cho chúng ma quấy nhiễu. Thật ra, chúng ta không phải chỉ có 25 vị Bồ Tát ngày đêm phóng quang gia hộ, mà chúng ta lúc nào cũng có Phật quang của 10 phương chư Phật bảo vệ. Nếu chúng ta tu cao thì sẽ thấy được Phật quang của chư Phật luôn bao phủ trên thân của ta 24/24. Nhờ có Phật quang bao phủ mà thân tâm của ta mới phát ra hào quang và trí tuệ của ta mỗi ngày được thêm sáng. Kính thưa quý bằng, nếu trên đường tu hành mà chúng ta bị chúng ma đánh phá thì không nên khởi tâm sân hận hay trả thù, vì làm như vậy chỉ tạo thêm ân oán với họ mà thôi. Quý bạn nên biết rằng những oan gia đang đánh phá chúng ta đó đều là những chúng sanh mà ta đã mắc nợ họ trong quá khứ. Nếu chúng ta hiểu được như vậy thì sẽ không có oán trách họ. Nếu là oan gia thì ta nên mở chứ không nên trói. Muốn hóa giải được oán thù thì mỗi khi họ đến đánh phá, ta chỉ cần thành tâm niệm A Di Đà Phật là đủ. Điều quan trọng là trong lúc niệm Phật, ta phải tin sâu vào câu A Di Đà Phật và tin Phật A Di Đà 100% thì Phật lực của ta mới thu nhiếp được nhiều Phật lực của chư Phật. Khi hai nguồn Phật lực của chư Phật và của ta được dung thông hợp nhất với nhau thì sẽ tạo ra một vòng Phật quang trong sáng bao phủ khắp trên thân của mình. Khi thân tâm của ta có Phật quang bao phủ thì chúng ma sẽ không hại được ta. Tuy lúc đó chúng ma không hại được ta trực tiếp, nhưng chúng sẽ đứng ở xa và dùng đủ cách để hù dọa ta. Nhưng nếu lúc đó ta giữ được chánh niệm và giữ vững niềm tin với Phật A Di Đà thì chúng ma sẽ không làm gì được ta. Còn nói về câu A Di Đà Phật tại sao được mệnh danh là Phật chú? Là vì câu Phật chú A Di Đà không làm cho chúng ma bị tổn thương hay sanh thêm oán hận.
cầu Phật chủ A Di Đà có công năng nhiệm màu như là bên trong thì giúp cho ta mau được thành Phật, còn bên ngoài thì giúp cho chúng sanh mau được thức tỉnh hồi đầu. Vì vậy, câu Phật chủ A Di Đà nhiệm màu hơn các câu thần chú khác là ở điểm này. Thêm vào, câu Phật chủ A Di Đà chính là thể tánh diệu tâm của mười phương chư Phật và cũng là thể tánh diệu tâm của mười phương thế giới chúng sanh. Vì cùng một thể tánh diệu tâm nên mỗi niệm của ta đang tu niệm hằng ngày đều là trực chỉ dung thông với tâm của mười phương chư Phật và trực chỉ dung thông với tâm của mười phương chúng sanh. Nhờ tâm tâm được dung thông hợp nhất với nhau mà ta mới chuyển hóa được tâm si mê của mình và chuyển hóa được tâm si mê của chúng sanh. Nói một cách khác cho dễ hiểu là khi ta niệm A Di Đà Phật thì cũng như ta đang mặc trên người của mình một cái áo giáp quang minh vô hình của chư Phật. Cái áo giáp Phật quang này sẽ theo ta như bóng với hình, không thể tách rời nhau. Nó có công năng nhiệm màu để bảo vệ huệ mạng của ta và bảo vệ huệ mạng của chúng sanh. Nói như vậy không có nghĩa là Phật quang không có đủ công năng để cản trở chúng ma muốn hãm hại ta. Thật ra không phải vậy, mà ngược lại, Phật quang có công năng rất là nhiệm màu, sẽ làm cho chúng ma có tâm ác không dám đến gần để quấy phá chúng ta. Tại sao? Vì chúng ma có tâm ác, họ rất sợ ánh sáng, mà nhất là ánh sáng của chư Phật thì họ càng không chịu nổi. Chỉ trừ những chúng ma có tâm tu hành thì họ mới đến được gần chúng ta. Họ đến không phải là để hại ta, mà họ đến là để tu hành và hộ pháp cho ta. Tại sao ở trên tôi chỉ dùng ngôn từ cản trở chúng ma mà không dùng ngôn từ đánh trả chúng ma? Là vì trong câu A Di Đà Phật không có ngôn từ đánh trả hay là tổn thương, mà chỉ ngôn từ bảo vệ, từ bi, tha thứ và giác ngộ chúng sanh thôi. Chúng tôi nói tóm gọn như vậy là để cho quý bạn dễ hiểu. Trên thực tế thì câu Phật chú A Di Đà có vô lượng công đức không thể nghĩ bàn. Kính thưa quý bạn, qua sự phân tích ở trên, quý bạn đã hiểu được phần nào công đức nhiệm màu của câu Phật chú A Di Đà rồi. Vậy thì quý bạn còn gì để mà lo lắng? Còn gì để mà trì thêm các loại chú khác, vân vân? Nếu quý bạn cứ lo lắng và tu hành xen tạp mãi như vậy thì biết đến bao giờ mới được nhất tâm? Và biết đến bao giờ thân tâm của bạn mới phát ra được hào quang? Còn một điều quan trọng mà chúng ta cần phải biết đó là nếu chúng ta là người chuyên tu tịnh độ thì không nên đụng một chút là dùng đến các loại thần chú để đánh đuổi chúng ma. Vì nếu ta càng đánh đuổi họ thì càng gây thêm oán thù với họ. Nếu chúng ta không muốn gây thêm oán thù với họ thì mỗi khi họ đến quấy nhiễu, ta chỉ cần nhiếp tâm niệm Phật tha thiết là đủ. Nhưng trong lúc niệm Phật, ta nên thành tâm sám hối và xin họ tha thứ cho những lỗi lầm mà ta đã tạo ra cho họ trong quá khứ. Nếu được như vậy thì ngay giây phút ta niệm Phật tha thiết thì cũng là giây phút Phật quang của ta phát ra được mạnh. Khi Phật quang của ta phát ra càng mạnh thì ta sẽ thu nhiếp được Phật quang của chư Phật càng nhiều. Một khi Phật quang của ta và Phật quang của chư Phật hai bên được dung thông hợp nhất với nhau thì sẽ bảo vệ được thân tâm của ta và đồng thời cũng chuyển hóa được tâm oán hận của chúng ma. Tóm lại, nếu mỗi lần bị oan gia tấn công mà ta đều thành tâm niệm Phật và sám hối với họ thì qua một thời gian họ sẽ tha thứ cho ta.